mặt chư tôn đức tăng ni, kính thưa chi bộ, ban điều hành, hội đồng đồng biểu, chư vị chức sắc, làng văn hóa kẻ sông, kính thưa niệm phật đường kẻ sông, kính thưa ban trị sự xóm một, kính thưa họ hội họ ngoại phải hội phải ngoại các ban ngành đoàn thể thí hội đồng hương làng kẻ sông, kính thưa nhị vị chấp lệnh vì cai quan đổi âm công, kính thưa vì quan khách thông gia thượng hạ bằng hữu lắng nghĩ xóm hiền cùng toàn thể nhân dân làng kẻ sông trong nước và ngoài nước. Kính thưa quý vị, chỉ còn những giây phút ngắn ngủi nữa thôi, ba ông bố kính yêu của gia đình chúng tôi sẽ về miền Tây mãi mãi, không bao giờ quay trở lại. Chúng con vẫn biết rằng thế sự vô thường, thân người già tàn nay có mai không, nhưng với nỗi đau buồn mất mát vô cùng to lớn này, tan quyến không sao nâng nổi những dòng lệ luyến tiếc đau thương. Trong những ngày tổ chức tang lễ, mặc dù đường xa xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, nhưng tăng thiện chúng con đón nhận rất nhiều tình cảm vô cùng quý mến, thành kính đảnh lễ niệm ân chư tôn đức chứng minh cầu nguyện, xin được cảm ơn tình sâu nghĩa nặng của làng họ xóm khuôn cả ban ngành đoàn thể đã tạo mọi thuận duyên giúp đỡ. Cảm ơn quý hội đồng hương, bà con quê hương xóm làng nội ngoại, quý vị thông gia, bạn bè thân hữu xa gần, thành kính phụng điệu phân hương góp phần cầu nguyện để tăng quyến tổ chức tang lễ cho cổ phụ của gia đình chúng con được toàn diệu đạo. Giờ đây quý vị đã bỏ không ít thời gian quý báu đến hồ niệm tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Với những tình cảm ơn sâu nghĩa nặng của quý vị, tăng quyến xin ghi lòng tạc dạ. Trong thời gian tổ chức tang lễ, tang gia bồi rối, không sao tránh khỏi sự thiếu sót, kính mong chư tôn đức cùng như quý vị niệm tình hoan hỷ, tang gia đồng bãi tà, nam mô thượng hoan hỷ bồ tát ba. Thank you.
thank you.